kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết cuối ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh khu vực miền Bắc đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần thời tiết khá dễ chịu, trời nhiều mây với những cơn mưa dông xuất hiện rải rác. Nhưng mà từ ngày mai thì mưa dông sẽ giảm dần và chỉ còn xảy ra mang tính chất địa phương vào chiều tối và đêm. Đồng thời thì nắng cũng xuất hiện nhiều hơn nên nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng dần trở lại. Đến ngày thi đại học đợt 2 của các em vào ngày mùng 9, ngày mùng 10 thì nắng xuất hiện sớm hơn, khiến cho nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ nữa. Nhiệt độ cao nhất rơi vào thời điểm từ sau 13 giờ cho đến 15 giờ chiều và đạt mức từ 35 đến 36 độ tại khu vực đồng bằng và trung du, trong đó có thủ đô Hà Nội cũng như là tại thành phố Hải Phòng, nơi tập trung nhiều các trường đại học. Riêng tại các tỉnh khu vực vùng núi nơi có các điểm thi tại thành phố Sơn La thì nhiệt độ cũng tăng lên trong 2 ngày thi, nhưng chỉ trong khoảng là 33 cho đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực miền Trung còn khắc nghiệt hơn các tỉnh khu vực miền Bắc. Dọc theo các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến khu vực Phú Yên, nắng nóng đã kéo dài nhiều ngày nay với mức nhiệt từ 35 cho đến 37 độ và nó sẽ còn tiếp tục duy trì, thậm chí là còn có xu hướng gia tăng hơn nữa trong ngày mai cho đến ngày mùng 10. Tại những điểm thi như là tại Vinh, Huế và Đà Nẵng, nhiệt độ vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều tăng lên mức 36-37 độ, đồng thời độ ẩm không khí vào lúc giữa trưa giảm xuống dưới 50%. Thời tiết khô và nóng khiến cho cơ thể mất nước và mệt mỏi. Vì vậy, các em thí sinh nên uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh cũng như là trái cây để bổ sung vitamin. Còn tại các tỉnh khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, có nắng nhưng không gay gắt như các tỉnh phía Bắc. Nhiệt độ tại đây dao động từ 33 cho đến 36 độ. Riêng các điểm thi vào các trường đại học ở Nha Trang thì quý vị phụ huynh và các em có thể yên tâm hơn vì nơi đây có bầu không khí biển thoáng đãng và nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở mức là trên dưới 34 độ. Xuống tới các tỉnh phía Nam, các em thí sinh tham dự kỳ thi đại học đợt này ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ được làm bài thi trong tiết trời khá dễ chịu với mức nhiệt chỉ trong khoảng 32 đến 33 độ ở Nam Bộ và từ 27 đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là những cơn mưa dông mạnh sẽ diễn ra trong ngày mùng 8, ngày mùng 9 và trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh rất nguy hiểm nên quý vị phụ huynh và các em thí sinh cần lưu ý phòng tránh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, từ ngày mùng 8 cho đến ngày mùng 10, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ mạnh cấp 5, thời tiết ổn định, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong khi đó, tại khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam tại đây hoạt động với cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần phòng khả năng có lốc xoáy. Như vậy là với các tỉnh khu vực miền Bắc thì nền nhiệt đang có xu hướng tăng dần và nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh đồng bằng trung du, trong đó có thủ đô Hà Nội. Còn tại khu vực miền Trung thì nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Riêng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng những cơn mưa dông mạnh trong 2 ngày tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày mùng 7 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.